Xin chào các bác, chào các bạn. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một bài thuốc nữa của chúng tôi. Đó là bài thuốc có tác dụng giảm cân, giảm béo, giảm mỡ máu. Bài thuốc gồm các vị như sau: ngũ vị tử 12g, sơn tra 6g, câu phỉ tử 10g, đại hoàng 5g, dập dương hoắc 6g, nhục quế 3g, hổ trượng căn 12g, đại hồi 8g, nhu đất 15g. Các vị trên cho vào ấm nước 600ml, sắc nhỏ lửa còn 400ml, chia 2 lần uống trong ngày. Xin được cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Các bạn hãy comment ứng dụng thực tế của bài thuốc trong đời sống của các bạn vào phía dưới để chúng tôi biết được tác dụng thực tế của bài thuốc như thế nào và để chúng tôi còn rút kinh nghiệm. Cảm ơn các bạn đã xem video và xem bài viết của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Rút kinh nghiệm. Cảm ơn các bạn đã xem video và xem bài viết của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.